Xin chào cả nhà, rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống tại Đảo Sip. Và đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn cái chuông thông báo để là người đầu tiên nhận được những cái video clip mới nhất của Hana nhé. Nó có một kiểu undercut nữa. Mà đa số ở bên này ai cũng biết tiếng Anh mà anh. Lông mày nó cũng đẹp nữa chứ, lông mi. Chơi tụi mày hoài à. Hello my friend. Tại vì ông khoái anh cắt lắm. Anh này tóc dài quá. Sáng giờ làm được mấy đầu anh à? 4 năm đầu hả? Được, ngày làm chục hay chục đầu thì ok quá. Hôm nay không được hả? Cứ từ từ, người ta cắt mình rồi người ta cũng sẽ quay lại. Ông này nhìn mặt ông trẻ mà không có tóc to, tóc mây vậy đó. Nhưng ông nhìn mặt trẻ mà không có tóc bạc. Truyền hình như anh ấy bận họ là cắt cho mình. Em đã nghĩ nhỏ do muốn xào tỏi rồi. Dạ. Phải cái ông này đâu phải hẹn 45 phút tới đâu. Khách nữa, khách nữa. Mình ơi, ông kia hỏi gì kìa?
Ông nói gì anh? Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi hết cái video clip ngày hôm nay của Hana. Và đừng quên nhấn nút đăng ký và cái chuông thông báo để là người đầu tiên nhận được cái video clip tiếp theo của Hana nhé. Và Hana xin chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại cả nhà tại cái video clip tiếp theo. Bye bye và xin chào tạm biệt.